chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ và gây mưa rào và dông rải rác trên khu vực này, đồng thời cũng làm cho nền nhiệt tại đây giảm dần. Tại các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ trở vào cho đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời ít mưa với nền nhiệt độ hầu như ít thay đổi. Trong đó, các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ như là tại Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nắng nóng. Hiện nay thì khối không khí lạnh vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mà ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị cho đến khu vực Quảng Ngãi cũng như là khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển của quần đảo Trường Sa sẽ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sau khi ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc nước ta vào sáng sớm nay, không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống các nơi khác thuộc phần phía Đông và lan dần sang khu vực phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh thì trời nhiều mây, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5 và mưa xuất hiện từ các tỉnh phía Bắc sau lan dần xuống các tỉnh phía Nam. Nền nhiệt giảm mạnh và thời tiết khác hẳn so với ngày hôm qua. Càng về chiều thì mức độ giảm nhiệt càng tăng lên, trời trở rét về đêm với nhiệt độ thấp nhất ở mức là từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Không khí lạnh cũng di chuyển xuống các tỉnh ven biển khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Đới gió Đông Bắc trên khu vực này hoạt động mạnh dần trở lại, kết hợp với địa hình chắn gió của dãy Trường Sơn, nên tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến khu vực Hà Tĩnh, từ chiều nay bắt đầu có mưa, đến đêm thì mưa còn lan dần xuống các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và nền nhiệt cũng giảm mạnh. Các tỉnh phía Bắc trời trở lạnh. Do nằm xa về phía Nam nên các tỉnh ven biển từ Bình Định cho đến khu vực Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hầu như không chịu tác động của khối không khí lạnh nên thời tiết hầu như ít biến đổi, trời vẫn ít mưa và có nắng, nền nhiệt cao hơn hẳn so với các tỉnh phía Bắc với nhiệt độ cao nhất phổ biến đều trên 30 độ. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tới, lưỡi cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường thêm xuống phía Nam, vì vậy mà mưa ở các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần và dịch chuyển xuống phía Nam. Các tỉnh ven biển khu vực Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và dông nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần. Các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít thay đổi, tuy nhiên thì nền nhiệt độ cũng có xu hướng giảm nhẹ. Và sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày có mưa một vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rải rác, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi từ 25 đến 27 độ, với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 12 đến 14 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời trở rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rải rác, gió nhẹ, sau có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Tại khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa ở một vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa không mưa với tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ. Thưa quý vị, như vậy là trong ngày và đêm nay, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên có mưa và mưa rào rải rác nên nhiệt độ giảm mạnh, trời trở rét. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, từ chiều tối và đêm cũng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Các khu vực khác, thời tiết ít thay đổi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.